Patreon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Nè, cho đấy. Lúc chiều mẹ mới cho được chút xíu, ba đã giật lại liền. Cảm ơn nha. Mày mốt đi làm trả đấy cho. Còn cái này nữa này. Nè, coi đi. Gì vậy? Số điện thoại nhà anh, số điện thoại nhà em. Ủa, số lạ anh số của ai vậy? Thì cứ đọc cho kỹ đi. Số anh. Gì? Mua điện thoại hả? Ừ. Ghê vậy. Có tiền mua điện thoại luôn. Tất nhiên rồi. Thì cũng phải có cái gì để mà liên lạc với em chứ. Bây giờ em đi học ở trên đấy, chẳng may có việc gì thì biết số để mà gọi. Mà tốt nhất là em học thuộc luôn trong tối nay đi. Ủa? Anh Hoàng? Em có đang rảnh không? Đi dạo với anh chút nha. Đi không? Hả? À, bận xíu à. Đi không? Nhà em sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Ừ, cũng ổn. Nhưng mà anh Hoàng nè, em mới có cảm giác á, sau cái đám cưới của chị hai em, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ được hết. Ai mà không phải thay đổi. Tụi mình cũng đâu thể loanh quanh mãi cái xóm nhỏ này được đâu. Mà em vừa đầu tiếp viên hàng không đó còn gì. Đâu phải ai muốn cũng được đâu. Ừ, nhưng mà em đang lo muốn chết đây nè. Bình thường chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong cái xóm này biết. Cùng lắm là ăn hiếp được mỗi một tuần. Bây giờ lên thành phố sống một mình, nghĩ tới thôi là muốn trầm cảm xì chết luôn á. Em không đi một mình đâu, mình sẽ đi cùng nhau. Anh cũng sẽ là tiếp viên hàng không. Anh giấu em đó. Hả? Em thi tốt đó, bỏ đi đâu vậy? Sao không bận cái áo dài anh được? Em khai thiệt với anh luôn á, em lỡ làm cháy mấy cái áo dài của anh rồi. Em tính đốt hộp quẹt lên cho nó cháy mấy cái tua tua đi. Ai ngồi đâu lửa nó phừng lên cho nó cháy mất tiêu. Rồi lỡ sau này thi đậu, em làm cháy máy bay của người ta thì sao? Em xin lỗi nha, để em về nhà em lấy cái áo dài em trả cho anh. Vụng về vừa phải thôi chứ. Chị Ngân, hôm nay đám cưới, phải đánh cái lông mi cong thì cong nha. Đúng rồi. Trời ơi, nói cái gì vậy? Lông mi cong nhìn già quá trời luôn á. Y con, nè, mà thấy cái môi trắng trợt, con đánh đậm thiệt đậm lên nha. Trời, má Nga ơi, mốt bây giờ trang điểm tự nhiên. Mốt chị cũng được, nhà quan trọng là để làm sao cho chị Ngân tụi con đẹp thiệt đẹp chưa? Lung linh thiệt lung linh chưa? Dạ. Đẹp nhất luôn á. Ừ, như công chúa, thích quá. Trời, chị hai xinh quá à. Đẹp ha, chị hai còn đẹp ha. Trời, em tạo tiếp viên không hả chị hai? Con đậu rồi. Con đậu rồi. Tạ ơn trời Phật. Ê, nhưng mà thôi, đừng có nhảy như vậy rách đồ bây giờ. Má nghe nha, đúng là xong mỹ long môn mà nhà mình may mắn quá. Cảm ơn con. Ba xíu về xìu nhiều nhiều nha. An tâm chút có hết. Nè, mà tụi con thấy chị Ngân con đẹp không? Đẹp. Quá trời đẹp luôn đúng không? Trời ơi. Mẹ. Mẹ dẫn em ra ngoài chút xíu được không? Con muốn ở một mình. À, thôi được rồi.
Để mẹ với mọi người ra ngoài con nghỉ ngơi xíu ha. Thôi, mình ra ngoài cho. Để cho chị hai ngày đi ra. Đi ra. Trên đường về anh thương nhớ em âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa em ấm. Em lúc nào cũng mơ mình là cô dâu, còn là chú rể. Tình dâng lên đắm say phố bờ, nhưng mà hôm nay em là cô dâu của người khác rồi. Bằng tiếng thơ mong chờ. Em muốn em biết là dù có chuyện gì xảy ra khi trong cuộc đời này, trái tim của em lúc nào cũng thuộc về anh hết. Ta gói trọn giấc mơ, phải ta. Xem ra cô cũng thích đám cưới quá ha. Không phải đám cưới của mình mà cũng rộn ràng xốn sang ghê. Thì chắc đám cưới của ông á, vậy đặt tóc chút keo quần áo đồ, không chừng có con kiến nằm bòi người ông chắc cũng té cái đùng. Thì tôi là phụ rể của chủ tịch mà, tất nhiên là phải ăn mặc đẹp rồi. Già đâu mà là phụ rể. Nè, ông cũng hơi lớn tuổi đó, coi chừng mất duyên không mới được vợ. Tôi thì sợ gì cơ chứ, chẳng phải sớm kiếm được một cô rồi sao? Có mất duyên hay không thì vợ vẫn ở đấy, muốn cưới lúc nào thì cưới. Hả? Hả? Ông bắt lát đó xàm mới đi. Rồi ông gọi chủ tịch ông chưa? Giờ này còn chưa thấy tới nữa. Đám cưới gì đâu toàn để nhà gái lo, không thấy mặt mũi nhà trai đâu. Thôi chờ một chút, ông ấy đến bây giờ đấy. Mệt. Ước mình cùng bay, phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, xem trọn bộ duy nhất trên VN.